Hơn 5 tháng học với 500 giờ thực hành trên tóc được truyền đạt đầy đủ các kỹ năng uốn, cắt, duỗi, nhuộm, gội, massage, làm nóng, trang điểm cùng những buổi học ngoại khóa về dịch vụ chăm sóc khách hàng và quản lý tiệm tóc. Giờ đây, 25 học viên thuộc dự án đào tạo nghề tóc miễn phí do Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn L'Oréal Việt Nam đã trở thành những thợ làm tóc chuyên nghiệp. Học viên đã có đủ điều kiện tay nghề để làm việc tại bất kỳ salon tóc nào với tư cách chuyên viên, quản lý hoặc tự mở các salon tóc để phát triển kinh tế định hướng tương lai. Trước hết thì cho em xin được gửi lời cảm ơn đến tập đoàn Royal, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên và Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Điện Biên đã phối hợp mở lớp đào tạo nghề thợ tóc chuyên nghiệp cho chúng em. Em cảm thấy nghề tóc này rất là hữu ích ạ. Là một trong những nghề được các giới trẻ hiện nay ưa chuộng khi mà xã hội ngày càng phát triển và nhu cầu con người ngày càng tăng cao. Sau khi học xong lớp tóc này thì em sẽ dự định sẽ làm việc tại các salon trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sau khi có nhiều kinh nghiệm thì em sẽ về mở riêng cho mình một salon cho riêng mình ạ. Có ước mơ từ trước rồi để đi học nghề tóc, nên là em học xong cấp 3 thì em theo nghề này. Với lại ở trên nậm bồ em ấy, cũng không có nhiều salon mấy, mà có cũng chỉ những người ở nơi khác họ lên mở, nên là em cũng dự định là sau này lên trên quê em để mở một salon nhỏ để làm đẹp cho mọi người ạ. Với mong muốn giúp đỡ dạy nghề cho học sinh sinh viên, các chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn dưới 40 tuổi, chưa có việc làm ổn định, có thể thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn. Từ tháng 6 năm 2020, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn L'Oréal Việt Nam xây dựng dự án đào tạo nghề tóc miễn phí, làm đẹp để sống, sống để làm đẹp trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thành công của dự án đã và đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các học sinh sinh viên, các chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện tiếp cận với nghề nghiệp mới để nuôi sống bản thân và gia đình. Bên cạnh việc đào tạo ở trình độ trung cấp, cao đẳng và liên kết với các trường đại học để đào tạo ở các trình độ đại học thạc sĩ, thì chúng tôi đã chuyển đổi việc và mở rộng thêm các cái đào tạo ngắn ngày cho các ngành phi nông nghiệp. Như là ngành làm đẹp, ngành làm tóc chuyên nghiệp, rồi nhà hàng chuẩn bị mở các ngành như nhà hàng, khách sạn và mở các cái ngành nghề là đào tạo cho các em như là ngành làm da, làm móng và phục vụ cho nhu cầu của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay. Thì những lớp đào tạo ngắn hạn như thế này, đó là mục tiêu của nhà trường, bởi vì mục tiêu của chúng tôi là khi học sinh, sinh viên ra trường phải có tự tạo được việc làm và có cơ hội tìm việc làm. Chính vì vậy, khi mà bên cạnh việc được đào tạo về kiến thức, trình độ, kỹ năng của các ngành nghề trung cấp, cao đẳng, thì các em có ngay việc làm sau khi ra trường và có thể là tại trường thì các em đã có việc làm thêm sau khi là tham gia các khóa đào tạo này. Đối với tập đoàn L'Oréal, để đào tạo lớp tóc chuyên nghiệp này, chúng tôi đã đào tạo thành công khóa 1 và đang bước sang khóa 2. Thì hiện tại có 25 em học sinh. Thì các em đã có, gần như là các em đã có mở được các quán. Trong quá trình học thì các em đã mở được các cái salon tóc. Và bên phía L'Oréal cũng đã cam kết là sẽ giới thiệu cho các em làm việc tại các thành phố lớn, ví dụ như Hà Nội. Đây là một cơ hội rất là có ý nghĩa, đặc biệt là đối với học sinh sinh viên trong nhà trường và người lao động mà hiện tại là chưa có việc làm tại thành phố Điện Biên cũng như tỉnh Điện Biên. Những năm qua, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đã và đang hợp tác phát triển với nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nhân lực và tạo việc làm cho người lao động sau khi học nghề. Trong mấy năm qua thì Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thì có một cái thế mạnh là đào tạo các nghề nông nghiệp, đặc biệt là trực tiếp tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn và với rất nhiều cái khóa đào tạo và có chất lượng rất là tốt. Cái chất lượng đào tạo của trường này thì là đáp ứng được với yêu cầu của thị trường và làm một cái địa chỉ tin cậy để cho người lao động có thể là học nghề ở đây và hành nghề được. Thế và
Trong năm vừa qua thì trong từ năm ngoái năm nay thì trường đã chú trọng là mở các cái ngành nghề mà phi nông nghiệp, trong đó như nghề thợ xây, và đặc biệt là năm nay là có mở cái nghề làm tóc này, do một cái công ty trách nhiệm hữu hạn Loren, là một cái công ty ở thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở công ty mẹ ở Pháp, đã đặt cái cơ sở đào tạo tại đây và tài trợ toàn bộ cái kinh phí đào tạo, đặc biệt là cho những cái em học sinh mà khó khăn. Và qua theo dõi, qua cái việc mà quản lý theo dõi của cái cơ quan Sở Lao động Thương binh Xã hội chúng tôi, thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái việc mà nhà trường nói chung các cái khóa đào tạo ngành nghề thì đều là có tổ chức rất là tốt, chặt chẽ, quản lý tốt. Thực tế, nhu cầu chuyển đổi ngành nghề mới của lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh ta là khá lớn. Vì vậy, việc mở thêm các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp như dự án Làm đẹp để sống, sống để làm đẹp của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên sẽ thu hút và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của thị trường lao động ở các địa phương hiện nay.